Xin chào tất cả anh em. Đấy thì hiện nay đang có rất là nhiều anh em lâm vào cái cảnh lợ lần thua tha, bởi vì là anh em đi đánh cờ bạc vào cái thời buổi công nghệ 4.0 này sẽ không còn cờ bạc xanh chín nữa anh em nhá, mà người ta dùng những cái bộ đồ đẳng cấp để bịp anh em. Thì mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra từ bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi, đánh xong anh em đã đập bát đập đĩa và xé quân vị không có gì bên trong mà anh em vẫn là người thua cuộc. Thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ đồ để giúp cho anh em vào bờ một cách an toàn nhất của năm 2024. Thì cái bộ đồ này thì như những năm trước thì anh em có thể để ý là cái độ chuẩn xác của nó không được cao, thậm chí là có những tiếng nó còn báo sai. Thế nhưng với bản nâng cấp của năm 2024, tôi đã nhập trực tiếp cái bản mạch này từ bên Macau, một trong những nơi có rất là nhiều đồ bịp cao cấp, bịp được tất cả các môn chơi anh em ạ. Đấy thì để giới thiệu đến cho anh em là con B28 sử dụng quét màu lưng quân vị để ghi nhớ mặt quân vị và báo rung trực tiếp lên cho anh em. Đấy thì cái máy này sau khi mà ghi nhớ được mặt lưng quân vị, nếu như mà máy đo được đủ mặt vị là đều nhau thì máy sẽ báo rung 2, còn nếu như đo không đủ vị mặt không đều nhau, tức là ba trắng hoặc ba đen, máy sẽ báo rung 1. Thì anh em lưu ý cho tôi ghi nhớ đó là lẻ rung 1 và chẵn rung 2 anh em nhé. Thì bây giờ địa phương anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào, từ vị đóm, vị tre, vị thuốc, vị bài, vị chắn đều có thể đánh được bộ sản phẩm này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và test thực tế để cho anh em cùng kiểm chứng cái chất lượng cũng như là độ chính xác tuyệt đối của cái bộ sản phẩm này. Thì phía trước anh em đang quan sát là tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ bát đĩa xanh chín này. Tôi sẽ sử dụng, đây là một cục nam châm anh em nhé. Đây là một cục nam châm. Đấy, tôi sao ở trên đĩa này là nam châm chạy như bình thường. Thì đây là đĩa xanh chín anh em nhé. Đấy, đĩa xanh chín này sang đến bát này. Đấy, bát cũng là đồ xanh chín 100%. Đấy thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên này. Đấy, sau khi tôi bật máy lên anh em có thể để ý là tia hồng ngoại của nó soi rất là sắc nét và nó quét cực kỳ chuẩn xác cái mặt lưng quân vị. Thì trong 52 lá bài này anh em chỉ cần quét cho tôi một mặt lưng của một lá anh em nhé, thì nó sẽ nhận diện được tất cả 52 lá bài còn lại anh em ạ. Bây giờ bắt đầu tôi quét này. Đấy, sau khi máy quét mặt của nó mà nó nhận tín hiệu thì nó sẽ báo lên để cho anh em cùng biết này. Anh em quét này, trong vòng 3 đến 5 giây máy nhận tín hiệu xong, máy trực tiếp báo luôn cho anh em một tiếng tít là máy nhận diện xong rồi. Anh em bỏ lá này ra bên ngoài, vào sân chơi, chơi bất kỳ lá nào cũng được. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một lá để cho anh em cùng xem này. Đấy, chọn bất kỳ ngẫu nhiên một lá, bất kỳ lá nào cũng được anh em nhé. Đấy, để lá này ra. Đấy, tôi đi vào tôi cắt thử luôn vị để cho anh em cùng xem nhé. Đánh cái đồ này thì anh em không cần phải hai người chơi anh em ạ, một mình anh em chơi thôi. Đấy, thì đây là vị này. Đấy, tôi sẽ thử luôn cả vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, để trên nam châm này mà vị nó chạy được thì là vị xanh chín 100% anh em nhé. Còn bát đĩa là tôi đánh dấu lại này, tôi đánh dấu lại để tí nữa tôi đập cho anh em kiểm chứng là đây là một bộ xanh chín hoàn toàn luôn anh em ạ. Đấy thì bây giờ tôi sẽ để máy lên trên cái bát này để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung nó báo chuẩn như thế nào anh em nhé. Về khoảng cách thì anh em lưu ý cho tôi này, khoảng cách của nó tối đa là 5m. Đấy, người cầm cái chủ sới người ta sóc tít ở trên. Với khoảng cách 5 mét máy vẫn báo chuẩn cho anh em. Đấy, anh em thả tiền, anh em tự tin, anh em mở bát anh em nhá. Bây giờ tôi để này. Đấy, ngày trắng đêm đen tôi để mặt vị ngửa này, bắt đầu đi vào sóc thử để anh em cùng kiểm chứng nhá. Sóc này. Đấy, máy trả kết quả rung 1 thì trong bát trong đĩa là lẻ anh em nhá. Đấy, mở bát anh em xem này. Đấy, lẻ ba trắng này anh em nhá. Máy báo cực chuẩn luôn anh em ạ. Phiên bản nâng cấp nó báo thì không sai ở đâu anh em ạ. Đấy, sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung 2, trong bát trong đĩa là chẵn này, mở này, sấp đôi này. Đấy, không cần biết sấp đôi thứ tự, mở bát có chẵn là ăn tiền anh em ạ. Đấy, máy báo thì không bao giờ sai được anh em ạ. Đấy, sóc tiếp này, sóc cực kỳ cân tay ngay bát này, máy vẫn trả kết quả rung 2 này. Đấy, bạc bẹt anh em ạ, chẵn này. Đấy, mở ra nó vẫn là sấp đôi anh em ạ. Đấy, sóc cực kỳ cân tay ngay bát anh em nhá, quân vị chạy rất đều nhau, máy báo cực chuẩn luôn. Máy trả kết quả rung 1 anh em ạ, nó là lẻ rồi anh em ạ, bạc đi quá đẹp anh em ạ. Đấy, lên ba đen này, sấp đôi lên ba đen này. Thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này lên để cho anh em cảm nhận là khi mà tôi để máy trong người, máy rung cực kỳ êm, nó giống như báo rung tin nhắn thôi anh em ạ, không ai biết được anh em nhá, để trong người là không ai phát hiện được. Thì tôi cầm máy lên tôi sóc luôn cho anh em cùng xem này. Máy báo rung 1 anh em ạ, mở ra thì chắc chắn là lẻ rồi, tôi đánh 1 tỷ lẻ cho anh em xem này. Đấy, mở ra nó là ba trắng anh em ạ. Máy đã báo thì ít sai lắm anh em ạ. Bản nâng cấp báo cực chuẩn luôn anh em nhá. Xuống tiền là tự tin mở bát.
Đấy, máy tiếp tục trả kết quả rung một này. Lần này tôi đánh cả 2 tỷ vào lẻ luôn này. Đó là lẻ anh em ạ. Đấy, máy nó báo thì anh em tự tin luôn. Máy báo cực chuẩn. Đấy, máy vẫn trả kết quả rung một anh em nhá. Đấy, bạc bẹt rồi anh em ạ. Đấy, 3 phát lẻ này. Đấy, mở ra nó là lẻ anh em ạ. Đấy, qua một vài tiếng bạc tôi thử sóc cho anh em thì anh em thấy rằng là đánh chuẩn 100% anh em nhá. Thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu, anh em cần cái bộ đồ này để anh em muốn vào bờ an toàn, anh em có thể liên hệ trực tiếp hotline của tôi chạy trên màn hình. Đấy, khi mà anh em đến thử đồ nhà tôi thì anh em có thể thoải mái là mang bát đĩa quân vị đến để tôi thử đồ trực tiếp cho anh em nhá. Anh em bất kỳ địa phương nào anh em đều có thể lấy được bộ đồ này chơi anh em ạ. Đấy, thì như ban đầu tôi nói, bây giờ tôi sẽ đập thử bộ bát đĩa này để kiểm chứng cho anh em cùng xem này. Đấy, tôi đập luôn cái bộ bát đĩa này ra để cho anh em cùng xem cái độ xanh chín của nó anh em nhá. Đấy, đập đĩa này. Đấy, đập đĩa này. Đấy, kiểu anh em kiểm tra trước này, đầu tiên về đĩa này, đĩa xanh chín 100% này. Đấy, tiếp theo đến bát này, đập bát này. Đấy, bát xanh chín này. Đấy, không sử dụng bất kỳ một mánh khóe gì anh em nhá, mà dựa vào hoàn toàn đó là cái máy con máy B28 này. Đấy, xé vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, vị xanh chín 100% anh em nhá, vị hoàn toàn xanh chín này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, xanh chín 100%. Đấy, thì qua đây là rất mong anh em có thể tìm hiểu kỹ và lựa chọn được một đại lý uy tín để anh em lấy đồ và anh em thua tha, anh em gỡ được tất cả anh em nhé. Đấy, xin chào tất cả anh em. Đấy, thì hiện nay đang có rất là nhiều anh em lâm vào cái cảnh lợ lần thua tha, bởi vì là anh em đi đánh cờ bạc vào cái thời buổi công nghệ 4.0 này sẽ không còn cờ bạc xanh chín nữa anh em nhé, mà người ta dùng những cái bộ đồ đẳng cấp để bịp anh em. Thì mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra từ bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi, đánh xong anh em đã đập bát đập đĩa và xé quân vị không có gì bên trong mà anh em vẫn là người thua cuộc, thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ đồ để giúp cho anh em vào bờ một cách an toàn nhất của năm 2024. Thì cái bộ đồ này thì như những năm trước thì anh em có thể để ý là cái độ chuẩn xác của nó không được cao, thậm chí là có những tiếng nó còn báo sai. Thế nhưng với bản nâng cấp của năm 2024, tôi đã nhập trực tiếp cái bản mạch này từ bên Macau, một trong những nơi có rất là nhiều đồ bịp cao cấp, bịp được tất cả các môn chơi anh em ạ. Đấy, thì để giới thiệu đến cho anh em là con B28 sử dụng quét màu lưng quân vị để ghi nhớ mặt quân vị và báo rung trực tiếp lên cho anh em. Đấy, thì cái máy này sau khi mà ghi nhớ được mặt lưng quân vị, nếu như mà máy đo được đủ mặt vị là đều nhau thì máy sẽ báo rung 2, còn nếu như đo không đủ vị, mặt không đều nhau, tức là ba trắng hoặc ba đen, máy sẽ báo rung 1. Thì anh em lưu ý cho tôi ghi nhớ đó là lẻ rung 1 và chẵn rung 2 anh em nhé. Thì bây giờ địa phương anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào, từ vị đóm, vị tre, vị thuốc, vị bài, vị chắn đều có thể đánh được bộ sản phẩm này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và test thực tế để cho anh em cùng kiểm chứng cái chất lượng cũng như là độ chính xác tuyệt đối của cái bộ sản phẩm này. Thì phía trước anh em đang quan sát là tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ bát đĩa xanh chín này. Tôi sẽ sử dụng, đây là một cục nam châm anh em nhé. Đây là một cục nam châm. Đấy, tôi sao ở trên đĩa này là nam châm chạy như bình thường, thì đây là đĩa xanh chín anh em nhé. Đấy, đĩa xanh chín này. Sang đến bát này. Đấy, bát cũng là đồ xanh chín 100%. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên này. Đấy, sau khi tôi bật máy lên thì anh em có thể để ý là tia hồng ngoại của nó soi rất là sắc nét và nó quét cực kỳ chuẩn xác cái mặt lưng quân vị. Thì trong 52 lá bài này anh em chỉ cần quét cho tôi một mặt lưng của một lá anh em nhé, thì nó sẽ nhận diện được tất cả 52 lá bài còn lại anh em ạ. Đấy, bây giờ bắt đầu tôi quét này. Đấy, sau khi máy quét mặt của nó mà nó nhận tín hiệu thì nó sẽ báo lên để cho anh em cùng biết này. Anh em quét này, trong vòng 3 đến 5 giây máy nhận tín hiệu xong, máy trực tiếp báo luôn cho anh em một tiếng tít là máy nhận diện xong rồi. Anh em bỏ lá này ra bên ngoài, vào sân chơi chơi bất kỳ lá nào cũng được. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một lá để cho anh em cùng xem này. Đấy, chọn bất kỳ ngẫu nhiên một lá, bất kỳ lá nào cũng được anh em nhé. Đấy, để lá này ra. Đấy, tôi đi vào tôi cắt thử luôn vị để cho anh em cùng xem nhé. Đánh cái đồ này thì anh em không cần phải hai người chơi anh em ạ, một mình anh em chơi thôi. Đấy, thì đây là vị này. Đấy, tôi sẽ thử luôn cả vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, để trên nam châm này mà vị nó chạy được thì là vị xanh chín 100% anh em nhá. Còn bát đĩa là tôi đánh dấu lại này, tôi đánh dấu lại để tí nữa tôi đập cho anh em kiểm chứng là đây là một bộ xanh chín hoàn toàn luôn anh em ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để máy lên trên cái bát này để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung nó báo chuẩn như thế nào anh em nhá. Về khoảng cách thì anh em lưu ý cho tôi này, khoảng cách của nó tối đa là 5m. Đấy, người cầm cái chủ sới người ta sóc tít ở trên, với khoảng cách 5m máy vẫn báo chuẩn cho anh em. Đấy, anh em thả tiền anh em tự tin anh em mở bát anh em nhá. Bây giờ tôi để này. Đấy, ngày trắng đêm đen tôi để mặt vị ngửa này, bắt đầu đi vào sóc thử này anh em cùng kiểm chứng nhá. Sóc này,
máy trả kết quả rung một thì trong bát trong đĩa nó là lẻ anh em nhá. Em mở bát anh em xem này. Đấy, lẻ ba trắng này anh em nhá. Máy báo cực chuẩn luôn anh em ạ. À. Phiên bản nâng cấp nó báo thì không sai được đâu anh em ạ. À. Sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung hai, trong bát trong đĩa nó là chẵn này. Mở này, sấp đôi này. Đấy, không cần biết sấp đôi thứ tự, mở bát có chẵn là ăn tiền anh em ạ. À. Máy báo thì không bao giờ sai được anh em ạ. À. Sóc tiếp này. Sóc cực kỳ cần tay ngay bát này. Máy vẫn trả kết quả rung hai này. Đấy, bạc bẹt anh em ạ, à. Chẵn này. Đấy, mở ra nó vẫn là sấp đôi anh em ạ. À. Sóc cực kỳ cân tay ngay bát anh em nha. Quân vị chạy rất đều nhau. Máy báo cực chuẩn luôn. Máy trả kết quả rung một anh em ạ. À. Nó là lẻ rồi anh em ạ. À. Bạc đi quá đẹp anh em ạ. À. Lên ba đen này. Sấp đôi lên ba đen này. Thì bây giờ tôi sẽ cầm cái máy này lên. Để cho anh em cảm nhận là khi mà tôi để máy trong người. Máy rung cực kỳ êm. Nó giống như báo rung tin nhắn thôi anh em ạ. À. Không ai biết được anh em nhá. Để trong người là không ai phát hiện được. Để tôi cầm máy lên tôi sóc luôn cho anh em cùng xem này. Máy báo rung một anh em ạ. À. Mở ra thì chắc chắn là lẻ rồi. Tôi đánh 1 tỷ lẻ cho anh em xem này. Để mở ra nó là ba trắng anh em ạ. À. Máy đã báo thì ít sai lắm anh em ạ. À. Bản nâng cấp báo cực chuẩn luôn anh em nhá. Xuống tiền là tự tin mở bát. Để máy tiếp tục trả kết quả rung một này. Lần này tôi đánh cả 2 tỷ và lẻ luôn này. Đó là lẻ anh em ạ. À. Máy nó báo thì anh em tự tin luôn. Máy báo cực chuẩn. Đấy, máy vẫn trả kết quả rung một anh em nhá. Đấy, bạc bẹt rồi anh em ạ. À. Bạc phát lẻ này. Đấy, mở ra nó là lẻ anh em ạ. À. Đấy, qua một vài tiếng bạc tôi thử sóc cho anh em. Thì anh em thấy rằng là đánh chuẩn 100% anh em nhá. Thì nếu như anh em nào đang có nhu cầu anh em cần cái bộ đồ này. Đấy, anh em muốn vào bờ an toàn. Thì anh em có thể liên hệ trực tiếp hotline của tôi chạy trên màn hình. Đấy, khi mà anh em đến thử đồ nhà tôi. Thì anh em có thể thoải mái là mang bát đĩa quân vị đến để tôi thử đồ trực tiếp cho anh em nhé. Anh em bất kỳ địa phương nào, anh em đều có thể lấy được bộ đồ này chơi anh em ạ. Đấy thì như ban đầu tôi nói, bây giờ tôi sẽ đập thử bộ bát đĩa này để kiểm chứng cho anh em cùng xem này. Đấy, tôi đập luôn cái bộ bát đĩa này ra để cho anh em cùng xem cái độ xanh chín của nó anh em nhé. Đấy, đập đĩa này. Đấy, đập đĩa này. Đấy, kiểu anh em kiểm tra trước này. Đầu tiên về đĩa này. Đĩa xanh chín 100% này. Đấy, tiếp theo đến bát này. Đập bát này. Đấy, bát xanh chín này. Đấy, không sử dụng bất kỳ một mánh khóe gì anh em nhé. Mà dựa vào hoàn toàn đó là cái máy con máy B28 này. Đấy, xé vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, vị xanh chín 100% anh em nhé. Vị hoàn toàn xanh chín này. Đấy, anh em có thể nhìn thấy này, xanh chín 100%. Đấy thì qua đây là rất mong anh em có thể tìm hiểu kỹ và lựa chọn được một đại lý uy tín để anh em lấy đồ và anh em thua tha, anh em gỡ được tất cả anh em nhé. Đấy, xin chào tất cả anh em. Đấy thì hiện nay đang có rất là nhiều anh em lâm vào cái cảnh lợ lần thua tha. Bởi vì là anh em đi đánh cờ bạc vào cái thời buổi công nghệ 4.0 này sẽ không còn cờ bạc xanh chín nữa anh em nhá. Mà người ta dùng những cái bộ đồ đẳng cấp để bịp anh em. Thì mặc dù là vào sân chơi anh em đã kiểm tra từ bát đĩa quân vị rất là cẩn thận rồi. Đánh xong anh em đã đập bát, đập đĩa và xé quân vị, không có gì bên trong. Mà anh em vẫn là người thua cuộc. Thì trong khuôn khổ clip ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến cho anh em một bộ đồ để giúp cho anh em vào bờ một cách an toàn nhất của năm 2024. Thì cái bộ đồ này thì như những năm trước thì anh em có thể để ý là cái độ chuẩn xác của nó không được cao, thậm chí là có những tiếng nó còn báo sai. Thế nhưng với bản nâng cấp của năm 2024, tôi đã nhập trực tiếp cái bản mạch này từ bên Macau, một trong những nơi có rất là nhiều đồ bịp cao cấp, bịp được tất cả các môn chơi anh em ạ. Đấy thì để giới thiệu đến cho anh em là con B28 sử dụng quét màu lưng quân vị để ghi nhớ mặt quân vị và báo rung trực tiếp lên cho anh em. Đấy thì cái máy này sau khi mà ghi nhớ được mặt lưng quân vị, nếu như mà máy đo được đủ mặt vị là đều nhau thì máy sẽ báo rung hai. Còn nếu như đo không đủ vị, mặt không đều nhau, tức là ba trắng hoặc ba đen, máy sẽ báo rung một. Thì anh em lưu ý cho tôi ghi nhớ đó là lẻ rung một và chẵn rung hai anh em nhé. Thì bây giờ địa phương anh em chơi bất kỳ loại quân vị nào, từ vị đóm, vị tre, vị thuốc, vị bài, vị chắn đều có thể đánh được bộ sản phẩm này. Thì bây giờ tôi sẽ đi vào và test thực tế để cho anh em cùng kiểm chứng cái chất lượng cũng như là độ chính xác tuyệt đối của cái bộ sản phẩm này. Thì phía trước anh em đang quan sát là tôi đã chuẩn bị sẵn là một bộ bát đĩa xanh chín này. Tôi sẽ sử dụng, đây là một cục nam châm anh em nhé. Đây là một cục nam châm. Đấy, tôi sao ở trên đĩa này là nam châm chạy như bình thường. Thì đây là đĩa xanh chín anh em nhé. Đấy, đĩa xanh chín này. Sang đến bát này. Đấy, bát cũng là đồ xanh chín 100%. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bật máy lên này. Đấy, sau khi tôi bật máy lên thì anh em có thể để ý là tia hồng ngoại của nó soi rất là sắc nét và nó quét cực kỳ chuẩn xác cái mặt lưng quân vị. Thì trong 52 lá bài này anh em chỉ cần quét cho tôi một mặt lưng của một lá anh em nhé, thì nó sẽ nhận diện được tất cả 52 lá bài còn lại anh em ạ. À. Bây giờ bắt đầu tôi quét này.
Đấy, sau khi máy quét mặt của nó mà nó nhận tín hiệu thì nó sẽ báo lên để cho anh em cùng biết này. Anh em quét này, trong vòng 3 đến 5 giây máy nhận tín hiệu xong, máy trực tiếp báo luôn cho anh em một tiếng tít là máy nhận diện xong rồi. Anh em bỏ lá này ra bên ngoài, vào sân chơi, chơi bất kỳ lá nào cũng được. Tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một lá để cho anh em cùng xem này. Đấy, chọn bất kỳ ngẫu nhiên một lá, bất kỳ lá nào cũng được anh em nhé. Đấy, để lá này ra. Đấy, tôi đi vào tôi cắt thử luôn vị để cho anh em cùng xem nhé. Đánh cái đồ này thì anh em không cần phải hai người chơi anh em ạ, một mình anh em chơi thôi. Đấy, thì đây là vị này. Đấy, tôi sẽ thử luôn cả vị để cho anh em cùng xem này. Đấy, để trên 5 châm này mà vị nó chạy được thì là vị xanh chín 100% anh em nhá. Còn bát đĩa là tôi đánh dấu lại này, tôi đánh dấu lại để tí nữa tôi đập cho anh em kiểm chứng là đây là một bộ xanh chín hoàn toàn luôn anh em ạ. Đấy, thì bây giờ tôi sẽ để máy lên trên cái bát này để cho anh em cùng nghe được cái nhịp rung nó báo chuẩn như thế nào anh em nhá. Về khoảng cách thì anh em lưu ý cho tôi này, khoảng cách của nó tối đa là 5m. Đấy, người cầm cái chủ sới người ta sóc tít ở trên. Với khoảng cách 5m máy vẫn báo chuẩn cho anh em. Đấy, anh em thả tiền, anh em tự tin anh em mở bát anh em nhá. Bây giờ tôi để này. Đấy, ngày trắng đêm đen tôi để mặt vị ngửa này, bắt đầu đi vào sóc thử để anh em cùng kiểm chứng nhá. Sóc này. Đấy, máy trả kết quả rung 1 thì trong bát trong đĩa nó là lẻ anh em nhá. Mở bát anh em xem này. Đấy, lẻ ba trắng này anh em nhá. Máy báo cực chuẩn luôn anh em ạ. Phiên bản nâng cấp nó báo thì không sai ở đâu anh em ạ. Để sóc tiếp anh em xem này. Máy trả kết quả rung 2, trong bát trong đĩa nó là chẵn này. Mở này, sấp đôi này. Đấy, không cần biết sấp đôi thứ tự, mở bát có chẵn là ăn tiền anh em ạ. Đấy, máy báo thì không bao giờ sai được anh em ạ. Đấy, sóc tiếp này. Sóc cực kỳ cân tay ngay bát này. Máy vẫn trả kết quả rung 2 này.